Nếu một ngày nào đó bạn cảm thấy thích ăn đậu hũ nhưng mà không biết làm món nào thì cả nhà thử tham khảo video này nha. Cái đậu hũ kết hợp với thịt bằm sẽ cho ra một món ăn vô cùng hấp dẫn, không chỉ hấp dẫn mà vô cùng ngon. Vì món này mình có thể ăn kèm với bún nè, với mì và đặc biệt với miếng rất là ngon, còn với cơm là mình sẽ không nói đến rồi. Và đầu tiên để làm món này thì mình đi chợ mua cái đậu hũ trắng về, sau đó mình sẽ cắt ra từng lát, cắt lát càng mỏng thì mình chiên càng giòn và càng ngon nha. Mình chiên cho đến khi đậu hũ vàng đều hai mặt là được, sau đó mình để qua một bên. Kế nữa mình sẽ bắt cái chảo dầu nóng lên, mình sẽ để thịt bằm vào bên trong, mình sẽ đảo nhanh, đảo liên tục, đảo cho đến khi thịt bằm chín rồi thì mình sẽ để vào bên trong nè hành, tỏi, ớt, băm nhuyễn vào, và sau đó mình sẽ cho miếng ớt sa tế vào bên trong luôn. Khi mình cho ớt sa tế vào bên trong thì mình cũng sẽ dùng sạn, mình sẽ đảo nhanh, đảo liên tục, đảo cho đến khi mà nước sắt xuống, cô đặt lại sắt là như này nè cả nhà, là mình sẽ tiếp tục nữa nha, là mình sẽ cho vào bên trong một xíu muối, kế nữa là nước tương, sau nữa mình sẽ cho miếng hắc xì dầu vào để tạo màu hấp dẫn á, mình chế nước ngập cái thịt bằm luôn. Mình sẽ đun sôi, khi mình đun sôi xong thì mình sẽ để qua một bên và mình lấy một cái thố, mình sẽ để cái cải thảo vào bên trong cái thố. Thì cả nhà thích ăn rau nào cũng được, bắp cải hay là bông cải, cải thìa cũng được. Mình sẽ để xúc xích phía dưới, sau nữa là núm mèo luộc rồi mình để phía dưới luôn. Kế nữa thì tới đậu hũ, sau nữa cái nước sốt thịt bằm hồi nãy mình nấu rồi đó thì mình sẽ chế vào bên trong tất cả luôn. Sau đó nữa là mình sẽ đậy nắp lại, mình đun cho đến khi mà nước sôi lên mà sắt xuống rồi á thì mình sẽ mở nắp ra. Thì ai ăn hành thì mình sẽ cho hành vào, còn không ăn hành thì mình sẽ cho ngòn nha. Thì món này cũng rất là ngon, nó rất là mới lạ, thì cả nhà thử làm nha.